Các bạn đến với Phố Ngôn Tình Group, mình là MC Yến Nhi. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn một tác phẩm mang tựa đề Trái Tim Đập Sai Nhịp của tác giả Sayaka Pro. Các bạn thấy hay thì nhấn like và comment góp ý cho mình có thêm động lực làm tiếp nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những chap mới nhất. Đã tháng 9 rồi mà tiết trời của miền Bắc vẫn cứ oi nóng đến khó chịu nhỉ. Cái oi nóng của mùa hè khiến con người ta trở nên lười nhác. Ở một góc quán nhỏ của thành phố, nơi mà không ai biết đến đang tồn tại một tình yêu. Hắn ta là Phong, một cậu học sinh bình thường như bao người. Và hắn đang yêu thầm Lam, một nữ sinh có thành tích ở trường khá là tốt. Phong vốn là một người hiền lành, hay giúp đỡ các bạn. Nhưng cũng vì quá hiền lành mà cậu thường hay bị các nam sinh khác trong trường bắt nạt. Một buổi chiều ngày thứ tư, sau khi tan học, Lam ở lại trường làm bài tập như mọi khi. Thật trùng hợp là khi cô vừa bước ra khỏi cổng trường thì lại bắt gặp cái cảnh Phong bị bắt nạt. Tuy Lam không biết Phong là ai, nhưng là một người có nghĩa khí, nên cô đã ra mặt. Mới đầu cô nói chuyện một cách rất có văn hóa với bọn họ, nhưng cái lũ côn đồ đó không những nghe không hiểu mà còn đẩy cô ngã. Vậy là cô quyết định nói chuyện theo cách mà bọn chúng muốn, dùng vũ lực. Chỉ sau 5 phút, trước cổng trường đã có một đoàn cả thảy, 4 bệnh binh, làm phủi quần áo, nói: "Từ nay về sau còn để tôi thấy mấy chuyện như thế này nữa, thì coi chừng đó." Lam vừa nói dứt lời thì bọn họ đã bỏ chạy hết. Lúc này Lam mới quay sang hỏi thăm cậu bạn kia: "Này bạn, bạn không sao chứ? Có cần mình đưa lên phòng y tế không?" "Cảm ơn cậu, khi nãy đã giúp mình không sao, nhưng có vẻ như tay cậu thì bị thương rồi đó, để mình lên băng bó lại cho." Nói xong, Phong rút từ trong cặp ra một miếng băng cá nhân rồi nhẹ nhàng, cẩn thận, dán lên vết thương cho cô. "Cảm ơn cậu, thôi không còn sớm nữa, mình phải về rồi, tạm biệt." Lam đứng lên mỉm cười một cái rồi ra về. Lam hồn nhiên, trong sáng, chắc không biết rằng nụ cười đó của mình vừa mới làm trái tim của một cậu bạn loạn nhịp. Vừa rồi các bạn được thưởng thức tác phẩm được mang tựa đề Trái Tim Đập Sai Nhịp của tác giả Sayaka Froze. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và đồng hành cùng Phố Ngôn Tình Group. Hãy ấn like, share, comment, ủng hộ mình nhé. Và quan trọng là đăng ký kênh để cập nhật những chap mới nhất. Chào tạm biệt các bạn.